Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một mẫu xe Hyundai Santa Fe có năm sản xuất 2003, phiên bản là số tự động, máy dầu máy 2.5, trước lại mang biển kiểm soát 15A22578. Hiện tại trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu đen rất là sáng bóng chặt chẽ các bác nhá. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe, Santa Fe Gold các bác nhá. Đấy, số tự động, máy dầu, máy 2.5. Nốp dẹp rất là đẹp, trang bị 4 bánh nào đúc, phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Xe rất là đẹp các bác nhá. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Đấy, rất là ok các bác nhá. Nốp dẹp rất là đẹp. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ của nó chắc lịch các bác nhá, không hề có dấu hiệu mù mọt. Còn đây là phần lốp sô cua này. Đó, một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Đây là phần cốp sau xe này. Đây là đinh bấm giằng giật máng nước nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Có năm sản xuất 2003. Số tự động, máy dầu. Đó, tất cả những cái ốp nhựa này lẹt căng các bác nhá. Trần lỉ nguyên bản theo xe, cửa sổ trời. Đây các bác xem này, kích đây. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Hàng ghế thứ ba này thì nó nhỏ gọn xinh xinh thôi. Đấy. Một mẫu xe 5 cộng Santa Fe. Anh em gấp hàng ghế thứ ba lại thì khoang đựng đồ của nó rất là rộng rãi các bác nhá. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Mang biển kiểm soát 15A22578. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhá. Phần cua lốp này không hề có dấu hiệu mục mọt, phải nói là rất là đẹp. Sàn ba bô lê đó, lét căng. Còn đây là phần hàng ghế thứ hai, hàng ghế giữa các bác nhá. Ghế da vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Phần bậc lên xuống, hốc bản lề. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm zin các bác nhá, zin nguyên bản. Phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mù mọt. Keo chỉ. Keo chỉ zin. Nội thất nguyên bản. Một mẫu xe gia đình
không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhá. Santa Fe Gold sản xuất 2003. Máy dầu máy 2.5. Số tự động. Ốc bản lề nguyên zin. Đinh bấm giằng giật nguyên bản. Táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Tất cả khung cánh cửa không hề mục mọt, keo chỉ zin. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đăng kiểm của nó có đến tháng 5 năm 2021. Đây là phần lóc của xe này. Đấy, led căng các bác nhé. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ. Phần cua lốp này không hề mục mọt. La răng đúc 4 bánh, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe có năm sản xuất 2003. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 246 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở thôn 1 xã Bắc Sơn huyện An Dương thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 đối diện với chùa Cao Linh các bác nhé. Đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Đấy, phần cua lốp không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé, rất là đẹp luôn, lẹt như sô ly. Lốp dép của nó khe múi rất là dày. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái này. Đó. Phần khung cánh cửa keo chỉ không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Bật lên xuống. Đinh bấm giằng giật nguyên bản. Nội thất thì rất là tươi, ghế da nguyên bản theo xe. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe các bác này. Phần keo chỉ của cánh đằng trước bên lái các bác nhé. Khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt. Bật lên xuống. Ốc bản lề zin. Cột kèo. Cột kèo đinh bấm zin nguyên bản. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đó, bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu trang bị túi khí an toàn cho người lái các bác nhé. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Đó, để phát lổ ngay. Táp lô. Rất đẹp. Màn hình cam nồi cam hành trình đầy đủ. Hai màn hình các bác nhé. Đấy. Màn hình trên gương nữa này. Màn hình bên dưới này. Quả số này. Phanh tay này. Hộp đựng kính này. Phần chắn nắng này. Hai bên đầy đủ.
gương trang điểm. Đây là phần cửa sổ trời này. Đó. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy, cửa sổ trời hoạt động rất là trơn tru. Phần kính lên xuống. Đó. Phần xi nhan. Phun nước gạt mưa. Đấy, khóa kính này, à khóa cửa này. Đấy, chốt khóa cửa. Gương chỉnh điện. Rất là trơn tru. Đấy. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Màn hình cam nùi các bác này. Đây, ghế chỉnh điện các bác nhá. Đấy. Hoạt động rất là trơn tru. 4 chiều. Đó. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Santa Fe các bác này. Máy móc này đổ rất là êm, khô ráo sạch sẽ coi nhá. Tất cả đinh vấn đang dần nguyên bản, không đâm xo, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ một mẫu xe gia đình. Đấy, cũng chia ABS các bạn này, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng các bác nhá. Đấy, máy dầu mà đổ êm như máy xăng các bác nhá. 246 triệu đồng. Các bạn đã khởi những một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Tiếng máy lỗ phì thầm. Máy khô ráo sạch sẽ, không hề gì dầu các bác nhé. Rất là đẹp. Còn đây là phần lắp camo này. Đấy, lớp để của nó vẫn còn nguyên bản. Tổng quan của lắp camo. Tất cả các lỗ tròn. Keo chỉ zin. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Santa Fe có năm sản xuất 2003, phiên bản số tự động, máy dầu các bác nhá. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 246 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865.
hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.